Dạ, vừa là nói đầu tiên thì cho phép Kiên xin được kính chào quý bà con và quý khán giả nha. Thì giờ này thì mấy ông thợ đang chuẩn bị làm cái mặt tiền ở hôm trước là sẽ sửa lại ở cả nhà. Thì mở rộng cái cửa ra, mở rộng cái cửa ra ngay cái chia tim ở chính giữa, làm cái cửa ngay chính giữa bự ra. Rồi sau khi mà mở cái cửa ra thì nó sẽ sáng hết cái căn nhà luôn đó cả nhà. À, để nghe cái này để nữa là làm cả hai cánh cửa lớn hả? Thì hai cánh cửa lớn Ồ. luôn, tại vì thấy nó nhỏ quá thành ra đổi lại là làm cái cửa bự luôn cho nó rộng. Sau khi mà mình mở cánh cửa ra thì nó sẽ sáng hết nguyên căn nhà luôn, mình khỏi cần làm cửa sổ như vậy là cho nó rộng. Thì xung quanh những cái giường ở trên đó, dưới giường bên đây dưới bên kia đó là bắn toàn hết, chỉ làm cái cửa rộng to ra thôi. Thì mở cái cửa ra là sáng hết căn nhà luôn ha. Thì buổi chiều thì Kiên cùng Vinh chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Cũng chúc cho hai vợ mình Hằng Quân nhiều sức khỏe cho mình đang nha. Bây Đó giờ thì để mình đi vô kiếm Trinh trò chuyện coi. vô trong nhà coi. Bữa nay là thấy là cái căn nhà nó sắp hoàn tất nè, để vô nghe Trinh nói cái cảm nghĩ của Trinh như thế nào ha. Ô, bữa nay là lên nè, Phật mẹ là được ấy lên rồi nè. Mẹ lên rồi, sớm mai rồi. Lên sớm hang. 9 giờ. Bữa nay là Ồ. ngày anh chị em giỗ tổ gì đó. Thành ra cũng tốt ngày. Quá đẹp luôn. Sau một thời gian là bắt đầu làm lại là cái nhà của Trinh, với lại là bắt đầu là ok nè. Ở cái này là chưa tô nữa ta. Cái này bữa nay ông thợ ông nói là con ông bệnh á, thành ra thì đi ra ngoài rồi, thành ra không có ấy được. Ngày mai thì ổng lại ổng làm trong vòng một ngày nữa là sẽ hoàn thiện cái nhà tắm với cái sàn nước luôn đó. Thì sáng giờ mấy ông thợ cũng làm gắp mấy cái cửa xong rồi nè đó. Thì cái cửa được đặt ở bên ngoài nha. Cái Cửa cửa ngoài đặt luôn bên hả? ngoài, bên ngoài Tao đóng sát vô thử coi. để đóng sát nè. Thì nhỏ có cái cây đó, đóng cặp vô cái kẽ này nè, là sau khi đóng cửa lại bích là không có thấy được cái gì hết. Thì sẽ mở ra như thế này đó. Tại cái này nữa kiếm miếng mica nè, mica cặp ngay đây nè, bắn cho nó dư ra một miếng vậy Không, nữa nè. Ở trong hay gì? cặp vô cái góc cột nè, góc cột là nó Hả? không có hở. Cặp ở trong hả? Thấy nó không tiện đó nghe. Cặp ở trong tiện, tại vì cặp cái cây cột bằng cây này nó cong. Vậy hả? Thôi cũng bó tay cái cần cột Thì khiếp vô sát vách luôn này này luôn nè, cho nó nè. rộng, tại vì nó hơi chặt á. Nếu mà mình để đặt cái cửa bên trong thì nó sẽ chặt cái nhà tắm một tí đó. Mình đặt ở ngoài nó rộng hơn. Mình mở ra. Bữa nay thấy điều kỳ lạ kìa, Trinh làm gì kìa, Còn cái cửa hơi hơi khoan khoan còn cái cửa bự nè, từ cửa bự nữa bự thì hả? cũng làm xong luôn đó, cực kỳ là rộng luôn đó nha. Cả nhà có thể thấy là cái cửa như vậy ha, mình có thể dài lên gì luôn đó. Thì Trinh sẽ đứng từ xa cho cả nhà xem nó, thì cái cửa cực kỳ là rộng Biết sao không? Bây giờ nè, cũng như là bà con ta không biết á, cái cửa này nó chiều cao bao nhiêu, bây giờ anh vô đứng miêu tả đi. Vô ông đóng thử cái cửa coi. ha. Thì cái cửa này nó tầm mét 9 đến mét 8, mét 9 á. Chắc cỡ trên này cao mét 6, chắc cái này cỡ cao mét 8 á. Cái này thấy là cửa này, ủa sao nó có hai khớp nè ta, cái này là nâng cấp thêm đó hả? Cái này là mình nối thêm á. Ồ, cái cửa bề ngang Tại bự vì vậy. mình gói ghém cho Mạnh Thường Quân á, thì cái nào mình gói ghém được thì mình gói ghém đỡ cái phần chi phí cho Mạnh Thường Quân ha. Tại vì Mạnh Thường Quân người ta cũng bằng cực khổ, người ta mới Đúng cũng có rồi. nước mắt, người ta mới có tiền, người ta mới gửi về mà giúp cho những người Việt Nam ở và những người hoàn cảnh khó khăn nghèo đó. Đúng rồi. Thì người ta cũng lao động vất vả để mà có được cái đồng tiền mà giúp cho những cái hoàn cảnh bên người Việt Nam mình đó. Rồi bữa nay thấy Trinh này làm gì kìa. Trời ơi, bữa nay Ơi. lần đầu tiên mới thấy bà ra khờ rửa chén nghe. Trời ơi. Chồng muốn đi kiếm cá ăn rồi. Đi ông chồng đâu rồi? Đi Văn Lưới. Văn Lưới Đi Văn hả? Lưới hả? Rồi bữa nay cái ngọn gió nào cũng đi Văn Lưới vậy? Ông có một đoạn không sợ vấn đề muốn nó với dành Vậy ha. Kiếm cho nó ngỡ hơn Thì chút. Mạnh Thường Quân cũng làm một vất vả mới có mà để cái tiền mà để Dạ giúp cho hoàn cảnh của em ông ấy tiền đó để dành sau này nữa có giống tiền điện thêm chỗ lạnh nữa ông cũng ngán. cho nên á thì mình hãy trân quý những cái đồng tiền mình xài, mình sử dụng cho nó đúng mục đích của mình chứ không có tùy tiện sử dụng ha. Dạ nãy mẹ chồng có cho 500 đó, còn đi qua bển mua chiếc xe 400 Cái này là tự động mẹ chồng là đưa cho em hay là em có khi mẹ chồng đưa cho em không? không, mẹ chồng cho, tại mấy bữa mình Hùng Quân có cho em
Em thấy mẹ bán số không được em cũng cho mẹ. Nhà mẹ cho qua cho lại gì á. Nhưng tự nhau mẹ con sống. Dạ. Trời ơi. Cái này là Trinh là rửa ba mấy cái tô mà bằng bằng nhựa này thì nó không có bể nha. Nó không có bể. Nó rửa bằng mấy cái đồ sứ được rồi. Mấy cái chén nhòm nữa. Là bằng ngủ rồi mình rửa được ha. Dạ. Tại vì mấy cái mà đồ bằng sành đồ đó là mình rửa là mình sợ nó gớt ha. Dạ. Hồi đó giờ là Kinh Trinh là rửa là bị bể bao nhiêu cái rồi? Không biết nhiều. Không biết nhiều. Không hết luôn hả? Có khi còn bừng mình mầm chén thì cái hơi chào cái một cái ẩm. Biết mà chào nát hết luôn đó hả? Sau khi mà sửa nhà xong lại thấy cái bầu không khí nó có nóng nó nực giống như xưa không? Dạ không. Mát rồi ha. Mát. Mát chưa? Dạ mát. Có lời chúc nào gửi đến gửi mấy cô dạ. Mấy cô Mạnh Thường Quân không? Dạ con chúc cô khoan hai cô khoan tới ba cô lận là cô ba Jenny, cô Tina Hồ, cô Thảo Cao. Cô Jenny Lê. Cô Jenny Lê. Anh Chí. Anh Chí. Là tổng cộng là 4 người. Con chúc ba cô với một chú làm ăn phát tài phát lộc. Vạn sự như ý. Tiền vô như nước. Làm ăn không thể thuận lợi trong công việc mỗi ngày. Trời ơi, chúc có vàng có điệu quá ha. Con chúc ba cô là cô Trinh ơi, cô Hảo Cao, chứ cô gì? Tina Hồ. Tina Hồ là cô chúc cô trẻ, ba cô trẻ mãi không già. Chú kia sao? Chú kia sao? Con chúc chú kia là mạnh vợ mạnh khỏe. Sao không chúc chú đẹp trai mãi mãi? Kỳ thì con cũng chúc là chú Chí là đẹp trai hơn chồng con. Mạnh vợ mạnh khỏe. Đẹp trai hơn chồng con. Đẹp trai hơn chồng con. Dĩ nhiên con chưa thấy mặt chú Chí. Con còn biết chú Chí chắc ăn 100% đẹp trai hơn chồng con. Dạ, có cần chú Chí này gửi tấm hình qua xem thử là đỏ đỏ sắc không? này chắc chú Chí là đẹp trai chắc rồi. Thì chồng con đẹp trai, có người đẹp hơn. Thì đương nhiên. Núi này cao cũng có núi kia cao hơn. Trời hay ta. Ôi ôi, bữa nay Trinh có sợ. Cũng hả, có mình chồng con hết bơi đâu. Dạ, gì hả? Chồng con đẹp hơn trai khỉ không? Không. Dạ. Thế bây giờ miêu tả coi là chồng của Trinh là đẹp hơn những ai nè. Thì đẹp hơn chồng của chị Nhi nè. Chồng của chị Kim Thông nè. Chứ có đẹp hơn ai đâu. Đó, đẹp hơn hai cặp kia là ngon à. Dạ. Ngoài ra có không ta? Phải cả nhà mình thấy nghe Trinh nói chuyện như thế nào phải cả nhà. Nghe là thấy cưng liền không? Tại con đặc người nhưng con thấy chồng con đẹp trai. Tới với người ta chồng con mắt ướm ối. Còn bà chim sâu bà dữ quá ha. Dạ. Đâu phải ngoan như Trinh thì biết nhiêu khán giả thương mà nói ha. Cái này là lần đầu tiên rửa lần đầu luôn hay gì Trinh? Hồi đó giờ có rửa không Trinh? Có. Lâu lâu rửa khoảng bây giờ này là thường thường là Trinh là bao lâu rửa một lần? Thì chồng con bận thì con rửa. Ai bận thì người đó rửa ha. Dạ. Chứ không phải nhất thiết mà để cho chồng rửa ha. Dạ. Con không biết mình đồ ăn, con cũng biết rửa chén. Ở ở đây là có ruộng không mà giờ này đi ăn lứ? Không, có bên cồn con thấy với dưới sông á. Không bên cồn bước theo mấy cỏ cái nó ở trong. Tức là đi theo mấy cái mé cồn nữa đúng không? Dạ. Thẳng không coi bển không coi là lại lại có thường xuyên đi không Trinh? Không mới đi. Mấy như mấy cái đợt trước là ông lại đi á, lại đi như vậy á, có đem cá gì không? Có. Thường thường là nó chín những cái gì ta? Cá chốt với dân lưới chín cá chốt con cá lăng với
cá linh là lưới của người ta hay là lưới của chồng trên? Lưới của người ta, chồng con đi theo bơi xuồng cho người ta dân. À, tất nhiên là người ta cho nhiều người lấy nhiều ha. Dạ. Chứ không phải là lưới lưới nhà hả? Không. Lưới nhà không có bơi xuồng đâu, không gì dân. Rồi ngoài mà việc túi chén này là nấu cơm có nấu được không? Có nấu bữa nhỏ bữa sống. Hả? Cũng được đó hả? Có gì đâu, chú Kiên. Sống thì để nước vô, nhão thì là ăn luôn. À, sống là để nước vô thêm là nấu lần hai đúng không? Dạ. Để lên nước nhiều quá cái thành cháo luôn. Gửi gì chú? Phải không đó? Phải không đó? Phải không nghe? Nãy kêu ông trời nắng đi làm gì ông ơi. Đi coi có cá không? Đi mà đi coi có cá không, không biết đi đâu. Hay đi qua cồn kiếm mấy bà bên cồn. Nãy xin theo, ông không cho. Vậy hả? Đi theo làm gì, người ta đi làm. Qua làm không? Ở trên. Trời ơi, bỏ như vậy. Đúng rồi đó trên đây, mà Trinh là đi không có được bình thường thế mà mình không có nên đi mấy vụ đó, đúng không? Con thương chứ con ngồi đó không đi, không có ai cậu. Thôi ở nhà đi. Đi theo mất công người ta lo lắng trời ơi. Trời ơi cái này không đi thường mà dưới nước là không chắc ăn luôn là con đi theo không được. Đây có chị về hỏi không nè. Rồi sách vô, Trinh sách vô úp nè. Không có cá gì biết. Không có cá đi là biết ha. Từ từ thôi, đừng vớt. Còn mấy cái để xài đó Trinh ơi. Nó làm cái gạo một cái là rồi luôn đó. Xong chủ bắt bán luôn rồi. Rồi anh Trương đâu rồi? Mấy mấy Trương ngủ ngoài xong ngủ ở mát đưa cho bà dì bà coi ở ngoài. Anh Dương là đồ quần áo mình đang bận là đồ mới của Mạnh Thường Quân đó đúng không? Dạ. Yeah. Đâu đứng lên quay một vòng coi Trinh. Trời quá đẹp luôn rồi kìa. Nè quay một vòng ơi. 2 3 quay. Quá đẹp. Trời ơi. Bữa nay giặt đồ. Ai giặt? Ai giặt? Trời ơi. Có không nghe? Có không nghe được không nghe? Được. Bữa nay là Trinh. Bữa nay là Trinh giặt đồ luôn kìa. Chồng đi kiếm ăn, vợ ở nhà làm hết. Tưởng đâu chồng đi kiếm ăn, vợ ở nhà kiếm chuyện chứ. Vợ gì? Ai biết? Không. Giặt đồ không nghe. Được không? Trời ơi, chú Kiên này. Để hồi giặt cái vỏ rồi làm hai đi, cái mệt nữa. Chú Kiên này có thường có ngoài. Trời, chú Kiên này không được nghe, chú Kiên có thường có ngoài nghe. Vợ giặt đồ tới lên. Diễn đi vòng vòng hoài chừng né không tàn hình nữa. Lần đầu tiên mới xuất hiện cái chuyện hiện tượng lạ này luôn. Ơi. Bà sợ sợ hôm nay là giặt đồ luôn. Giặt đồ luôn. Chiều nay mưa luôn. Mưa luôn mưa. Tại chồng ra ngoài kiếm ăn giết kiếm tiền. Nãy giờ mình giặt đi. Để không ổn. Bà sợ giỏi cực kỳ luôn nha. Không biết cái hướng gió nào cái năm rồi ra sợ chén rồi giặt đồ luôn nè. Ông giặt hết mớ rồi còn mớ đồ của con. Vậy là sớm mơ giờ ông không có giặt đồ cho em hả? Có. Em mới giặt rồi, vài bộ giờ em giặt tiếp cho. Trời giặt thì giặt luôn một lượt luôn đi cái đó mà cái vụ mà giặt vài bộ rồi chừa lại vài bộ. Đó sức rảnh. Là đồ này là giặt hết cho cả nhà luôn hay là giặt với hai vợ chồng thôi? Giặt hết luôn. Mà cái việc hỗ trợ này là thường ngày là chồng làm nhiều rồi đúng không? Dạ bữa nay làm cho chồng khen. Ôi giời. Gắn dỗ đi từ nữa là chồng thưởng cho. Đặt lên đặt xuống. À Trinh. Muốn ông thưởng cái gì ông thưởng cho cái đó. Thôi hết nổi rồi còn gì uống nước chứ dạ. Trời ơi. Sách ra đã giờ la hết nổi rồi. Sao kỳ vậy? Không, con nó không thưởng hết nổi rồi. À, cái vụ kia hết nổi hen. Là thưởng không được ha.
ông mấy ông thợ đang chuẩn bị là sửa, cả nhà có thể thấy chiếu màn hình cái gì đang xem là có thể thấy là cái cửa mình đặt vào vị trí chính giữa có thể nói là khá là rộng. Thành ra là mình rộng đi cũng khá là rộng. Mỗi lần mà mình mở ra thì cái căn nhà nó sẽ sáng hơn lên hết. Bật gió này, tới nhà có bật gió này, chứ là không thì hiện tại giờ là không có sợ được, nóng như thế này. Vậy là bữa nay nhà của Trinh là nhìn là ấm áp rồi đó. Không có lo gì mà như mà sợ mưa gió giống nè. Cái đợt ẩm nó tính ra là cái đợt này là kịp lúc luôn nha. Đó, chuẩn bị là mùa mưa là cũng gần tới rồi đó. Có thể là gần tới mà kịp lúc vừa thời điểm luôn. Vừa điểm luôn á. Cái này chắc nghi là vừa xong là chắc mưa luôn. Để test. Test thử nhà mới. Hả Trinh? Thôi đừng có mưa cho vợ chồng con đi bán số. Trời ơi. Mưa chắc vợ chồng con đói luôn. Cái gì vậy? Rồi bây giờ nè, sẵn thì cũng nói luôn ha. Dạ. Là cũng làm theo lời của bên cái Mạnh Thường Quân bên anh Thiện á. Dạ, cô khổ cao. Cũng kiếm chiếc xe rồi mua chiếc xe cũ lại ha. Dạ. Cái xe mới có 1 triệu mấy. Mua xe gì? Xe mới 1 triệu mấy lần hả? Mua xe gì? Xe đạp à? Cái con hỏi là cô với cho bé nó nằm mà có cái đầu che luôn đó. Để mà mỗi lần mà đi bán số là bé nó không có bị nắng. Đó, với lại là cô rất là còn hỏi là mua mới. Cái đó là cái chiếc xe nôi. Dạ. Tại vì á, nếu mà Mạnh Thường Quân ta yêu cầu mình làm cái chuyện đó mà mình không làm, mình sẽ khiến cho người ta buồn. Dạ. Mình phải thực hiện giống như cái lời người ta nói. Nhưng mà hiện tại con hỏi là cô rất là cô chiếc xe cô mua xe này lúc trước nhiều. Nó mua có 1 triệu 2 triệu 3. Rồi vợ đẩy con bỏ bự vợ thấy con gì nãy là thấy hai chồng đi mua chiếc xe khác rồi, nhưng mà mua chiếc xe đã người ta đã sử dụng rồi á. Cái nguyên nhân là do hai chồng hổm gà cũng mua lặt vặt thức ăn rồi mua cà phê pháo gì đã cho mấy ông thợ, rồi hổm gà cũng 6 triệu, cái phần 6 triệu mấy đó thì cũng gần hết rồi. Thành ra giờ là phải như là vừa lo ăn uống trong nhà với tiền thợ này kia để là ăn uống này kia đó phải không? Với chiếc xe đó còn mới quá, còn mới nha. Sao hồi mình không đem vô mình giặt luôn đi cho nó, con nó nằm cho nó thoải mái. Tại đã mua xe đó rồi hả? Mua rồi nhưng con chiếc xe đó phải để như rồi chỉ có màn nhện nè. Phải để trên giặt. Đây nè, nói cho nghe nè, mình giặt lại đi cho con nó nằm thoải mái để mà lâu ngày lỡ sâu đồ nó bò vô nó ngứa. Đúng rồi. Dạ. Giặt lại chứ. Hồi đem xe đi giặt luôn đi nha. Dạ, để hồi ổng mà lấy xì bông giặt lại là nó mới chát luôn à. Ê, chèo chèo bổng chăn ứ rồi xong quá kêu bổng ụn xuống dưới ông thạc cho nó sạch. Thì Mạnh Thường Quân ta muốn tốt cho con của hai chồng em thôi. Dạ. Người ta giúp mình là tận tình cho nên mình hãy trân quý những cái tình cảm của Mạnh Thường Quân đã giúp mình. Mấy bữa hai chồng cũng quên dự trước hả? Chú Hiện cho mua xe rồi làm nhà rồi. Hai chồng cũng lục đục quên đi. Giờ chú Hiện kêu mới nhớ. Hẳn mẹ đưa tiền đi mua luôn. Cho chú Hiện với cô Thảo phải vui. Chứ con không mua xe được. Cô Thảo phải thương con. Thương con con. Ở mấy kêu cho con tiền chẳng mua. Mình con mua. Chứ mình người ta thương mình mà người ta kêu mình mua là muốn tốt cho con mình nè. Dạ chứ mình không mua đi. Cô bởi nói mình không mua cho con mình để xài nữa. Cái đó là người ta dành cái tình cảm thương hai vợ chồng hai em rồi. Dạ. Người ta mới giúp như vậy. Dạ. Thôi thì clip cũng dài cả nhà ơi. Thôi Vinh Tân Hồng hẹn cả nhà mình ở những video tiếp theo nha. Thôi mà thấy Vinh quá.